Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề chết của quý vị. Thì nó có hai cách. Một là trọng nghiệp, là quý vị tới giai đoạn thứ ba rồi, định lực quý vị rất mạnh thì chết khỏi cần ban hộ niệm. Nhưng quý vị nên nhớ có ban hộ niệm quý vị vãng sanh cao hơn. Còn những người mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì phải cất cần ban hộ niệm. Nhất là người nhắc niệm. Người nhắc niệm phải ngồi kế người hấp hối. Không được rồi, lúc mẹ phối sắp chết không được rồi, phải hỏi mẹ ơi mẹ, mẹ có niệm Phật không, mẹ có niệm Phật mẹ cho con biết. Mẹ lúc bấy giờ yếu rồi đâu có nói được, mẹ chỉ mỉm cười thôi. Mỉm cười tức là trong người bà rất khỏe, chứng tỏ là hào quang của A Di Đà đã chiếu trong bà để tiếp dẫn, thành ra bà cảm thấy lâng lâng. Chứ người chết mà không có hào quang A Di Đà nhức nhối vô cùng. Nhớ tới cái nhức chứ không nhớ tới vấn đề vãng sanh, không nhớ tới niệm Phật. Còn cái định lực mình mạnh rồi, lúc đó mình cảm A Di Đà hiện chiếu hào quang vào trong người mình, thì nói mẹ đi, A Di Đà tính tiếp dẫn mẹ rồi đó, cười một cái là ra đi thì thượng sanh. Còn nếu hào quang A Di Đà chiếu ít là tại cái định lực của bà hơi ít, vừa thôi, bậc trung thôi, thì bà chỉ gật đầu hỏi mẹ có niệm Phật không, mẹ gật đầu nói mẹ đi nha, gật đầu một cái rồi bà đi trung sanh. Còn yếu nữa thì cái định lực bà yếu, hào quang di đà chiếu vào đó yếu ớt, thì cái lỗi không phải a di đà. Nếu cái nam châm mình mạnh, cái sắc mình mạnh thì nam châm nó hút mạnh thôi, thì phải hiểu cái chỗ đó. Thì bà chỉ kịp chớp mắt thôi rồi bà đi giảng sanh là hạ sanh. Còn bà mê man hên xui, nhưng mà vấn đề chết đừng để hên xui. Thành ra người nhắc niệm rất quan trọng, kêu hoài bà mê kêu tỉnh, rồi bà mê nữa kêu tỉnh, bà mê nữa kêu tỉnh. Mà nếu bà nhăn cái mặt là biết bà giận rồi đó, thì kê lỗ tai năn nỉ: mẹ ơi con muốn mẹ về khỏi Phật, mẹ đi cảnh giới khác khổ lắm, mẹ phải về khỏi Phật. Thành ra con mới kêu mẹ hoài làm phiền mẹ, mẹ đừng buồn con. Nếu người này đã có nghe giảng pháp rồi vui liền, bởi vì cái nghe pháp lý rất quan trọng, biết là con mình nó thương mình, nó muốn mình giảng sanh, nên bà cảm thấy vui vẻ lại, cái mặt bà tươi lại thì biết là bà hết giận. Nếu bà mê kêu nữa, chừng nào bà tỉnh táo bà chết, đây là cái điềm lành. Một là mỉm cười thượng sanh, hai là gật đầu trung sanh, ba là chớp mắt hạ sanh. Nhớ ha. Rồi lúc đó rồi mình phải giảng cho mẹ mình nghe. Giảng sanh hay không là do sáu căn: mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Nãy mấy ông bà trả rồi ra tôi mới giảng kỹ là chỗ đó đó. Thì con mắt mẹ nhớ, nếu mẹ thấy được mẹ nhìn hình tượng Đức Phật nha mẹ. Nếu mẹ hình cái hình khác mẹ suy nghĩ tùm lum là không vãng sanh. Cái lỗ tai mẹ nghe, nếu niệm Phật nghe mẹ, nhất là cái niệm Phật có ban hộ niệm. Còn không có thì phải nhờ cái máy. Cái máy là niệm Phật chết, kết quả rất là yếu. Còn cái ban hộ niệm là niệm Phật sống. Nhất là những người có giữ giới, mà có mấy sư cô có tăng ni ta giữ giới kỹ nữa thì bà vãng sanh rất là dễ. Nhưng Phật sống là có cái linh hồn, có cái tư tưởng mình đôn đốc cho cái linh hồn này vãng sanh cao. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, mà càng đông là càng tốt. Nào, mấy ông bà nhớ ha. Đó thì cái lỗ tai mẹ nghe cái ban hộ niệm ta niệm, mẹ niệm theo nghe mẹ. Cái đó là cái động cơ thúc đẩy mẹ sanh cao đấy. Thì bà lắng nghe. Còn cái lỗ mũi mẹ ngửi cái mùi nhang trầm nghe mẹ, con thắp cây nhang cho mẹ đó. Xứ Cực Lạc thơm rất cả triệu lần như vậy, bông sen thơm lắm mẹ. Con sen Cực Lạc thơm gấp cả tỷ lần cái mùi hương này. Rồi mắt tai mũi rồi tới cái miệng mẹ niệm thầm theo người ta, không được thì mẹ nhép nhép thôi. Còn cái thân mẹ xây về hướng mặt trời lặn, đó là hướng cái linh hồn, cái thần thức mẹ xuất về đó đó. Mắt tai, mắt thì thấy hình, tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi nhang, miệng niệm thầm theo, cái thân xây về hướng mặt trời lặn. Khi cái thần thức linh hồn mẹ xuất, mẹ đi về hướng đó. Còn cái óc là quan trọng nhất. Thì tôi mới nói là năm căn kia là cảm giác thôi. Cái óc là mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, thì linh hồn phát hiện ở đây mạnh nhất. Mà luôn luôn mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật là do mắt tai mũi lưỡi. Nếu con mắt mẹ nhìn hình tượng Phật là mẹ luôn luôn nhớ tới Phật chứ không nhớ cái khác được. Còn lỗ tai mẹ nghe tiếng niệm Phật là mẹ không nghe ca vọng cổ tăng nhạc gì hết mà nghe tiếng niệm Phật. Cái lỗ mũi nghiệm hương trầm và nghĩ qua sen nó thơm vậy đó, thì mẹ hướng về xứ Cực Lạc. Cái thân vậy thì bà mẹ biết rằng mẹ sẽ xuất ra đó. Còn cái óc mẹ nhớ nghĩ tới tưởng Phật thì không bao giờ mẹ không vãng sanh. Giờ mẹ không muốn cũng vãng sanh nữa. Thành ra sáu căn tập trung vào cái hình ảnh Di Đà.
Và cái điều thứ ba nữa là mẹ nên nhớ là xác thân mẹ phải chết, còn cái linh hồn là không chết. Cái này phải nghe lúc đầu. Rồi giờ nhắc lại thì mẹ cười liền mà nói, con nói đúng, mẹ không chết đâu. Mẹ chỉ bỏ cái thể xác này thôi, cái linh hồn mẹ sẽ về cõi Phật, mẹ đợi con bên đó. Nghe không? Đó là một là thể xác chết, hai là linh hồn không chết, ba là sáu căn phải hướng về câu niệm Phật, hình ảnh Đức Phật. Thứ tư là tất cả các màu mẹ không chấp nhận nghe mẹ. Màu đen là ma, màu đỏ là thần, hai cõi nhà ác lắm. Còn màu trắng đó là cõi trời, trong sạch, trinh trắng, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên, hai cõi này sung sướng lắm nghe mẹ. Nhưng mà hết phước mẹ phải luân hồi, mẹ đừng về nghe mẹ. Chỉ có màu vàng thôi nha mẹ, đầu trọc heo, như các nhà sư có hào quang màu vàng, trên tay cầm bông sen, đó là sắc thân của mẹ nha mẹ. Mẹ đừng có thai xanh, đừng nõn xanh, đừng thấp xanh, mẹ phải quá xanh.